Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi lại gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe sedan hạng C của Kia quý vị và các bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Kia Forte. Chiếc xe Kia Forte này nó lại khác với những chiếc xe Kia Forte khác, đó là cái phiên bản S quý vị và các bạn nhé. Phiên bản S tức là cái phiên bản sport, phiên bản thể thao đấy ạ. Nó khác với những cái phiên bản Kia Forte bình thường là ở chỗ là răng đúc thể thao to, mặt phay giống như chiếc xe Kia K3 này, và hệ thống đèn LED ban ngày này. Đèn LED ban ngày tức là gọi là đèn daylight đấy ạ, đây nữa ạ. Đấy, đèn LED này là khi nổ máy là cái đèn này nó tự động nó sáng, lúc nào nó cũng sáng, cứ nổ máy lên là cái cụm đèn LED này nó sáng. Rất là đẹp quý vị và các bạn nha, phiên bản Kia Forte Sport, tức là phiên bản Kia Forte S đấy ạ. Chiếc xe được sản xuất năm 2013, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội và đăng ký từ cuối năm 2013. Và chiếc xe này thì chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản ạ. Với chiếc xe này thì chúng tôi đang bán giá là 369 triệu đồng quý vị các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Kia Forte S 2013 tên tư nhân biển Hà Nội này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón nhận những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 này ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu về chiếc xe Kia Forte phiên bản S 2013 tên tư nhân biển Hà Nội này ạ. Mời quý vị và các bạn.
Thưa với quý vị và các bạn, với chiếc xe này thì chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản. Đấy. Và chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 369 triệu đồng quý vị các bạn nhé. Vậy quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Kia Forte S 2013 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Kia Forte S này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những chiếc xe mới nhất, những video mới nhất chúng tôi đăng lên từ kênh ô tô 360 này ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây, và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Thank you.